Để có một không gian sống thoải mái, tiện nghi và các đồ dùng được sắp xếp phù hợp, đẹp mắt, đòi hỏi chị em phụ nữ tốn không ít công sức từ lên ý tưởng trang trí nội thất cho đến việc tìm mua sản phẩm. Ngày nay, vấn đề này đã không còn là trở ngại đối với chị em phụ nữ khi có rất nhiều thương hiệu cung cấp các mặt hàng trang trí nội thất dành cho gia đình xuất hiện trên thị trường. Trong đó, tại triển lãm Việt Build vừa qua, thương hiệu Homefony đã giới thiệu nhiều mẫu nội thất thanh lịch, sang trọng, được thiết kế theo phong cách châu Âu với giá cả phải chăng, phù hợp cho những gia đình có mức thu nhập trung bình trở lên. Tiêu biểu như bộ nội thất gia đình Elegance nổi bật với sắc trắng, bộ nội thất Tiki hoặc Leo với màu xanh đặc trưng dành riêng cho các em nhỏ. Ngoài ra, những chị em phụ nữ không có nhiều thời gian tới trực tiếp cửa hàng có thể lựa chọn hình thức mua hàng trực tuyến thông qua siêu thị nội thất online